Xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lát Radio. Hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 399 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên nha. Thì mấy hôm nay mấy tập gần đây á, thì có thể âm thanh nó sẽ không tốt gì mấy, lát đọc không có hay gì mấy. Vì nếu như các bạn nào mà đã bị viêm xoang rồi á, thì các bạn biết đó, tới cái mùa này nè là những cái người bị viêm xoang rất là khó chịu. Lát thì chỉ bị nhẹ thôi, bởi vậy mà nó không có nặng, chỉ là nghẹt mũi thôi. Nhưng vậy là đủ để ảnh hưởng tới cái khi mà lát đọc rồi. Đọc nó tốn nhiều lực hơn, nó khá là mệt. Với lại đọc nó giọng nó lúc nào nó cũng hơi trầm trầm khô khô. Rồi chia sẻ cho mọi người biết để mọi người thông cảm chút xíu nha. Nghe dở dở xíu cũng thông cảm xíu cho lát nha. Rồi nếu bạn nào xem thấy hay thì có thể ủng hộ cho lát bằng cách like, share rồi bình luận ở dưới mỗi video nha. Rồi chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Chúc mọi người. Hải Đại Thiếu nghe vậy thì liền hiểu là sư phụ đã giành lấy hết thảy mọi áp lực của nó. Lúc này nó cảm thấy vô cùng xúc động, bèn vội vàng bái lại hai cái rồi im lặng đợi cho Hàn Lập sai bảo. Hàn Lập gật gật đầu, sau đó lại bảo Hải Đại Thiếu đứng qua một bên. Tiếp đó hắn chỉ về Ngân Nguyệt cùng với Giải Đạo Nhân, nghiêm giọng nói với mấy đứa học trò. Đây là sư cô Ngân Nguyệt của các ngươi và Giải tiền bối đó. Sau này các ngươi phải cư xử với bọn họ như là trưởng bối của mình nha. Hãy mau qua chào một tiếng đi. Dạ xin ra mắt Ngân Nguyệt sư cô cùng Giải sư bá nha. Xin chào Ngân Nguyệt sư tổ cùng Giải tiền bối. Khí Linh Tử đã sớm chú ý đến cái đám người Ngân Nguyệt và Giải Đạo Nhân. Ngay khi Hàn Lập nói vậy thì liền dẫn cái đám đệ tử tiến tới chào hỏi. Ngân Nguyệt mỉm cười khoát tay, còn Giải Đạo Nhân thì chỉ nghiêm mặt gật đầu. Còn cái đứa bé này là Chu Quả Nhi nè. Cái tên đó, nghe giống như là của Bạch Sư Muội các ngươi vậy đó, chỉ khác có đúng một chữ thôi. Lúc trước á, khi ta nghe được cái tên này cũng phải ngạc nhiên lúc đó. Nhưng nó và sư muội của các ngươi không có quan hệ gì đâu, mà xuất thân của nó là ở một nơi rất xa xôi. Sau này ta sẽ kể cho các ngươi nghe. Hiện giờ nó sẽ tạm thời ở dưới chúng ta. Các ngươi cứ xem nó là sư muội của mình cũng được. Hàn Lập lại giới thiệu một chút về Chu Quả Nhi. Thì ra là chú sư muội hả? Giá mà có Bạch sư muội ở đây thì tin là nàng sẽ rất là vui cho mà xem. Nét mặt của Khí Linh Tử tỏ ra hơi ngạc nhiên. Tiếp đó nó chắp tay cười ha hả với Chu Quả Nhi. Chỉ e là sau này Quả Nhi sẽ phải ở nhờ Hàn tiền bối một thời gian rồi. Nếu có điều gì thất lễ, xin hai sư huynh thứ lỗi cho ta nha. Chu Quả Nhi chỉnh chu lại trang phục, rồi tỏ ra vẻ rất ngoan ngoãn chào lại hai người Hải Đại Thiếu và Khí Linh Tử. Hai đứa bọn họ liên tục xưng không dám. Thời gian tiếp đó thì Hàn Lập liền hỏi những cái sự việc đã xảy ra trong tộc lúc hắn đang bế quan. Đặc biệt là sự việc ma tộc đột ngột rút quân là được hắn hỏi kỹ lưỡng nhất. Đáng tiếc là Khí Linh Tử và mấy người xung quanh đều không hiểu đầu cua tai nheo ra sao cả. Bọn họ chỉ biết là vào một ngày đột nhiên các trưởng lão của Thành Thiên Nguyên quyết định đình chiến với ma tộc. Mà cũng không lâu sau đó, đội quân của ma tộc trên địa bàn của nhân tộc liền ồ ạt rút về ma giới theo đường hầm không gian. Từ đó trở đi, hai tộc nhân và yêu dễ dàng thu hồi lại lãnh thổ đã mất. Rất hiếm khi mới gặp được vài tên ma tộc còn ngoan cố bám trụ lại. Trong cái khoảng thời gian mấy chục năm gần đây, hai tộc nhân và yêu đều đặt công tác khắc phục tổn thất do ma kiếp gây ra là mục tiêu đầu tiên. Nhưng nếu xem xét kỹ lại thì đây thực đúng là cục diện thịnh vượng sau hoạn nạn. Hàn Lập cẩn thận nghe Khí Linh Tử giải thích, khuôn mặt bình ổn, trong lòng cũng đang suy nghĩ về điều gì đó. Đợi sau khi Khí Linh Tử kể qua hết mọi chuyện, lúc này ánh mắt của Hàn Lập chợt lóe lên, hắn cẩn thận hỏi. Nếu là như vậy thì sau khi ma kiếp đột nhiên qua đi chưa được bao lâu thì ngay lúc đó là hai vị đại nhân Ngao Khiếu và Mạc Dẫn Ly đều đồng loạt biệt tâm biệt tích hả? Dạ đúng vậy đó thưa sư phụ. Tuy tu vi của con thấp, nhưng lúc hàng ngày con hãy qua lại với mấy đệ tử của các vị trưởng lão ở trong thành. Nhờ vậy mà những chuyện phát sinh con đều biết hết trơn ở trội vậy đó. Sở dĩ Thánh Đảo dám trắng trợn yêu cầu Thành Thiên Nguyên giao sư đệ ra chắc cũng liên quan đến sự vắng mặt của hai vị tiền bối đó. Nếu không với uy danh của hai vị đó, cho dù Thánh Đảo không kiên sợ thì cũng phải nhìn vào quan hệ của thầy với hai vị tiền bối kia chứ. Làm thế nào mà dám đến tận cửa kiếm chuyện vậy chứ? Khi Linh Tử suy nghĩ chín chắn rồi trả lời. Vậy ta sẽ đi Thánh Đảo một chuyến vậy. Ngoài ra có việc này ngươi phải đi làm cho ta nè. Hàn Lập cười lạnh rồi nói. Dạ xin sư tôn cứ nói đi, chắc chắn con sẽ làm thật tốt. Khi Linh Tử ngẩn ra rồi cúi đầu đáp lời. Đây là một phần danh sách các loại đồ vật nè, ngươi giao cho môn hạ tìm kiếm và thu thập giúp ta nha. Ở linh giới mấy cái thứ này được xem là rất quý hiếm, nếu các ngươi không thể tự lấy thì cứ điều tra tin tức nơi nào có nó đi, khi đó tự ta sẽ có cách thôi. Hàn Lập nghiêm trang dặn dò. Dạ, đệ tử xin ghi nhớ. Khi Linh Tử không dám chậm trễ vâng lời. Giải đạo nhân đứng ở bên cạnh nghe hai thầy trò nói chuyện, ánh mắt khẽ động nhưng vẫn không mở miệng nói câu nào. Tốt rồi, các ngươi đi ra trước đi, tôi muốn thương lượng vài vấn đề với sư cô Ngân Nguyệt của các ngươi cái đã. Hàn Lập gật đầu rồi ra lệnh. Khí Linh Tử cùng Hải Đại Thiếu không dám có ý kiến nào khác nữa, cả hai cùng thưa vâng rồi dẫn theo cái đám đệ tử lục tục đi ra. Chu Quả Nhi không đợi cho Hàn Lập nói thêm điều gì mà cũng hiểu ý tự động đi ra ngoài. Trong khoảnh khắc, gian phòng chỉ còn lại ba người Ngân Nguyệt, Giải Đạo Nhân và Hàn Lập. Ngân Nguyệt nè, trước khi chia tay lệnh tổ, nàng có được nghe Ngao Khiếu lão tổ nói cái gì liên quan đến lần mất tích này hay không vậy? Hàn Lập tỏ ra vẻ rất nghiêm trọng, quay qua hỏi Ngân Nguyệt. Không có, thực ra khi đó tổ phụ chỉ than thở vì tuổi thọ của mình thôi. Mới lại muội là cháu ruột duy nhất của người thì làm gì có chuyện mà một chút tin tức cũng không chịu nói ra chứ. Mà lúc muội rời đi, tổ phụ vẫn không có biểu hiện nào khác thường cả. Ngân Nguyệt cũng tỏ ra vẻ đăm chiêu, nhưng giọng nói của nàng lại rất quả quyết. Nếu vậy thì sự việc tổ phụ và Mạc Tiền Bối mất tích chắc hẳn có liên quan đến ma tộc rồi. Nhưng cái tin tức cụ thể ra sao thì ngay cả trưởng lão của Thành Thiên Nguyên cũng không rõ nữa. May ra chỉ có Thánh Đảo mới nắm được một vài chi tiết mà thôi. Xem ra lần này không thể không đi Thánh Đảo được rồi. Hàn Lập sờ cầm trầm ngâm. Hàn huynh đừng quá lo lắng cho tổ phụ, muội với tổ phụ cùng chảy một dòng máu mà. Nếu người có xảy ra chuyện gì á thì đâu thế nào mà muội lại không có cảm ứng được chứ. Mà nếu gia tổ bình an thì chắc chắn là Mạc Tiền Bối cũng vô sự thôi. Ngân Nguyệt nhíu mày suy tư. Dù sao thì tổ phụ với Mạc Tiền Bối đều là tu sĩ đại thừa nên đâu dễ gì gặp nạn. Ta chỉ sợ là hai người đã trúng phải mưu kế nào đó của ma tộc rồi bị nhốt lại ở đâu đó thôi. Mà dù sao việc dây khốn hai vị tu sĩ đại thừa kia cũng dễ dàng hơn nhiều so với giết chết họ mà. Hàn Lập cũng nhăn mặt lo âu. Gia tổ và Mạc Tiền Bối đều là những người có tâm tư cực kỳ tinh tế, chắc hẳn là không thể xuất hiện cái tình huống này đâu. Ngân Nguyệt nghe vậy cũng không khỏi tái mặt. Có lẽ là do ta suy nghĩ hơi nhiều rồi. Đợi ngày mai gặp lại mấy cái tên trưởng lão trong thành xem có phát hiện thêm cái gì không. Hàn Lập cố gắng lấy lại vẻ tự nhiên rồi nói. Ngân Nguyệt cũng gật gật đầu, tuy vậy sắc mặt của nàng vẫn còn hơi mông lung. Nhưng bất ngờ Hàn Lập lại quay qua nói với Giải Đạo Nhân. Giải huynh à, ta đã dặn dò mấy tên đệ tử lưu ý những cái thứ ngươi yêu cầu rồi. Nhưng trước khi có được những cái thứ này, ta mong rằng đạo hữu vẫn tiếp tục giúp đỡ ta như trước đây nha. Trước khi ngươi vượt qua khảo nghiệm, ta chẳng rời xa ngươi đâu. Giải Đạo Nhân lạnh lùng đáp lời, còn Hàn Lập nghe xong thì lại vui mừng như điên. Thời gian tiếp theo, Hàn Lập và Ngân Nguyệt cẩn thận bàn bạc về những vấn đề liên quan đến sự rút lui của ma tộc và việc mất tích của hai tu sĩ đại thừa. Hai người cẩn thận rà soát, phân tích từng chi tiết nhưng cuối cùng vẫn không đưa ra được kết luận nào cả. Thế rồi cả hai đành tạm thời buông bỏ cái sự việc này qua một bên, rồi trở về một gian phòng ngồi xuống nghỉ ngơi. Sáng tinh mơ ngày hôm sau, ông lão họ Cốc dẫn theo tất cả mọi trưởng lão có tu vi hợp thể ở Thiên Nguyên Thành đến trước cửa tháp của Hàn Lập. Trước đó họ đã sớm thông báo trước rồi. Hàn Lập vừa nghe Khí Linh Tử bẩm báo xong liền mỉm cười. Xem ra cái đêm hôm qua, tất cả những trưởng lão này không ai chợp mắt nghỉ ngơi được. Nếu không thì sao họ lại có thể đến sớm được như vậy chứ? Sau khi nghe Hàn Lập dặn dò, lúc này Khí Linh Tử liền dẫn theo mọi người đi vào trong phòng khách. Tiếp đó hắn lại đứng một bên để tiếp đãi những cái vị trưởng lão này. Cuộc nói chuyện diễn ra khá bí ẩn, kéo dài từ sáng sớm đến tận giữa trưa mới kết thúc. Mãi lúc này, trưởng lão họ Cốc mới dẫn mọi người đi ra. Vài ngày sau, từ Thành Thiên Uyên đã bắt đầu truyền ra một tin tức là Hàn Lập đã tiến cấp lên đại thừa kỳ. Mọi người thuộc hai tộc Nhân Yêu ở trong thành nghe vậy thì đầu tiên còn tỏ ra vẻ khó tin, nhưng sau đó ai nấy đều vui mừng như phát điên phát dại, tất cả liền ùa ra đường hò hét để ăn mừng sự kiện này. Nhờ Hàn Lập tiến cấp thành tu sĩ đại thừa, như vậy cũng có nghĩa là cuộc sống của họ sẽ được yên ổn ở linh giới suốt mấy vạn năm nữa. Mà trước đây, khi Hàn Lập trở thành tu sĩ hợp thể kỳ, cũng chính là ở Thành Thiên Nguyên này, sau đó hắn lại còn ở trong Thành Thiên Nguyên thêm một thời gian nữa. Việc này càng khiến cho ai nấy đều có cảm giác vinh quang diệu kỳ. Tin tức này được các thám tử truyền bá ra ngoài, tiếp đó liền hóa thành một cơn sóng khuếch tán tràn lan khắp mọi ngóc ngách của hai tộc. Đương nhiên là cái tin tức về đại lễ chúc mừng cùng cái nơi tổ chức vào một năm sau cũng được truyền bá rộng rãi. Tất cả các thế lực dù lớn hay nhỏ trong hai tộc đều cực kỳ kinh ngạc. Bằng một cách nhanh nhất, họ liền phái ra người đi xác định cái độ tin cậy của cái sự việc này. Người của mỗi thế lực bọn họ đều có những toan tính riêng, nhưng khi thấy cái tin tức là thật, họ liền phái người tới Thành Thiên Nguyên, xem ra mọi người đều nhất định phải dự đại lễ này cho bằng được. Một số địa phương cách xa với Thành Thiên Nguyên cũng lập cập chuẩn bị quà mừng, rồi bầu chọn sứ giả đảm nhiệm chuyến đi này. Tóm lại là trong thời gian khoảng 2 đến 3 tháng sau đó, ở bất kỳ ngóc ngách nào trong địa bàn của hai tộc, đều nô nức bàn tán về tu sĩ mới tiến cấp đại thừa. Tiếp đó mọi người liền cấp rập đi chuẩn bị cái buổi đại lễ. Thậm chí các tộc gần đó như là tộc Dạ Xoa hay Linh tộc cũng nắm được tin tức này. Ngay lập tức họ cho người đi xác minh rồi phái sứ giả đến tham gia đại lễ của nhân tộc. Duy nhất chỉ có một điều khác thường, đó là Thánh Đảo lại không có chút phản ứng nào cả. Dường như bọn họ rất lãnh đạm với việc trước mắt, từ đầu đến giờ vẫn chưa có phản ứng nào được đưa ra. Mà không chỉ có những thế lực lớn nhỏ của hai tộc, rất nhiều tán tu của tiếng tâm lừng lẫy lâu nay vẫn một mình tu hành đều đồng loạt xuất quan, tất cả đều nô nức kéo về thành Thiên Nguyên. Bởi theo như thường lệ, trong cái buổi đại lễ, mỗi tu sĩ đại thừa mới tiến cấp đều giải thích những kinh nghiệm đột phá chướng ngại của mình cho tất cả mọi người. Việc này đối với những tu sĩ đang muốn đột phá hoặc đã bị gò bó không biết bao năm chính là cơ hội cực kỳ hiếm thấy. Nói không chừng, sau khi nghe được cái vị mới tiến cấp kia giảng giải xong, biết đâu mình lại nhận ra được những cái nét tương đồng trong sở học, thế rồi lại dễ dàng phá bỏ cái chướng ngại cũng nên. Chuyện này đã từng xảy ra ở một vài lần đại lễ trước đó rồi. Đối với người phàm, nếu nói là một năm là ngắn thì cũng không ngắn lắm, mà nói là dài thì cũng chẳng dài là bao. Nhưng với những tu sĩ thường xuyên bế quan trường kỳ mà nói, thời gian một năm trời chỉ là cái chớp mắt ngắn ngủi mà thôi. Sau khi tin tức của Hàn Lập tổ chức lễ mừng được truyền ra, các tu sĩ ở một vài khu vực quanh đó bắt đầu lục tục như kiến kéo nhau đổ về thành Thiên Nguyên. Càng gần đến cái ngày tổ chức, số lượng tu sĩ xuất hiện xung quanh thành Thiên Nguyên lại càng thêm đông đúc. Hơn nữa, một vài tu sĩ mạnh mẽ của yêu tộc ở xa cũng đã xuất hiện. Một số tu sĩ có thể trực tiếp đi vào trong thành, mà có số lại tìm vài cái dãy núi gần thành để hạ trại. Đến khi còn khoảng nửa tháng là vào ngày đại lễ, lúc này những cái tu sĩ đó mới ồ ạt, giống như thủy triều tràn về thành Thiên Nguyên. Hầu như ngày nào số lượng cũng lên tới khoảng hơn 10 vạn người, làm cho cái tòa thành lúc bình thường trông có vẻ trống trải trở nên đông đúc và náo nhiệt phi thường. Mà những tu sĩ ở trong thành cũng nhân dịp này tạo mối quan hệ với các tu sĩ nổi danh khác, hoặc là thường xuyên tổ chức những cái hội giao dịch nho nhỏ để cùng nhau trao đổi tài nguyên tu luyện. Mà thành Thiên Nguyên cũng không cam chịu lạc hậu so với bọn họ, cứ mỗi năm đến 6 ngày là họ lại tiến hành tổ chức một cuộc đấu giá chính thức. Ở trong mỗi lần như vậy, các loại bảo vật quý hiếm cùng với những tài liệu đặc biệt xuất hiện rất nhiều lần. Thậm chí mới có mấy ngày mà các trưởng lão của thành Thiên Nguyên đã có thu hoạch trong hội đấu giá rất nhiều. Hầu hết đều là những loại linh dược hoặc là bảo vật mà lúc bình thường không cách nào tìm kiếm được. Điều này khiến cho bọn họ ai nấy đều hí hửng không thôi. Chỉ còn mấy ngày nữa là đến thời điểm đại lễ, các tu sĩ ở những cái dãy núi xung quanh cũng bắt đầu tiến ào ạt đổ vào thành. Cho dù lúc thường thành Thiên Nguyên rộng lớn vô cùng, nhưng với số lượng nhiều tu sĩ trung cấp và cao cấp như vậy thì cũng dần trở nên chật chội. Các nơi ở đã kín hết chỗ, thậm chí còn xuất hiện một vài trường hợp có tu sĩ không thể tìm ra được nơi dừng chân nữa. Ngay khi biết được cái việc này, thành Thiên Nguyên liền không dám chậm trễ. Họ liền thương thảo rồi quyết định đem ra một vài cái tháp đá vốn là chỗ ở của thủ vệ, lại còn mở cửa một số kiến trúc bí mật dưới lòng đất cho người ngoài vào nghỉ ngơi. Ngoài ra, chỉ trong một đêm, họ còn dựng các tòa điện dừng chân ở những nơi hẻo lánh trong tòa thành. Kể từ đó, cuối cùng họ cũng miễn cưỡng giải quyết được cái vấn đề ăn ngủ trong thành Thiên Nguyên. Đương nhiên, vì có nhiều tu sĩ ở phương xa mang theo những tính cách khác nhau, nên các loại sự tình phiền toái cũng liên tiếp xảy ra. Nhưng các trưởng lão trong thành đều không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Sau một hồi ra tay can thiệp, các vấn đề này liền được giải quyết ổn thỏa. Thực ra trong lòng ai cũng hiểu, đại lễ chúc mừng tu sĩ đại thừa dù có lớn thế nào thì cũng không thể đủ cho nhiều người như vậy tham gia. Trong 100 người bọn họ thì chưa tới một người được tham gia cái dịp lễ này. Hơn nữa bọn họ đều mong muốn kiếm cho mình một dịp cơ duyên mà thôi. Tất cả bọn họ đều hiểu, có thể gom được nhiều tu sĩ trung cấp và cao cấp về một chỗ như vậy, chỉ sợ là dù vài vạn năm sau cũng chưa chắc có thể có được lần thứ hai. Chỉ cần đầu óc sắc bén một chút, nói không chừng còn có thể bắt lấy một cơ duyên nào đó cho mình. Tỉ như bái một người nào đó làm sư, trực tiếp gia nhập vào một môn phái lớn, hoặc mua được cái linh vật từ người khác mà biết bao năm nay mình vẫn chưa thể tìm ra. Dù bất kể kết quả cuối cùng có thế nào, nhưng đối với mọi người thì đây chính là một cơ duyên trọng đại không thể chê vào đâu được. Một buổi sáng tinh mơ, sắc trời còn âm u tối. Ở trung tâm tòa thành có một quảng trường rộng lớn, không sao thấy được đầu cuối. Chẳng biết từ khi nào ở giữa quảng trường được người ta dựng lên một cái tòa đài trắng tinh khiết cao đến mấy chục trượng. Ở trên tòa đài này còn có cái vật gì đó được người ta che bằng cái tấm vải màu vàng, cao 3-4 trượng. Bên cạnh đó là một gã mình để trần, cơ bắp cuồn cuộn, vẻ mặt lạnh lùng không chút biểu tình. Nhưng bên dưới tòa đài lại có chi chít mấy vạn vệ sĩ mặc các màu chiến giáp khác nhau vây chặt như nêm cối, mà xung quanh là vài vệ sĩ bao bọc. ông lão tóc bạc phơ cùng với các trưởng lão của Thành Thiên Nguyên đều có mặt ở đó. Đám tu sĩ hợp thể kỳ này đều ngửa cổ nhìn lên cái sắc bình minh đang dần chuyển sang màu hồng, vẻ mặt ai nấy đều bình tĩnh, nhưng trong mắt như ẩn chứa thêm cái đôi nét kích động. Một lúc sau, ở phía chân trời xa xa, tia sáng đầu tiên rốt cuộc cũng ló ra từ trong cái tảng mây hồng nhạt. Tốt lắm, đã đến giờ rồi, bắt đầu ở đánh chuông đi. Hai mắt của Cốc trưởng lão lóe sáng, lão quay lại, dùng giọng nói trầm trầm ra lệnh cho người lực sĩ. Dạ. Người lực sĩ đờ đẫn đáp lời. Tiếp đó bàn tay to lớn của hắn vươn ra, kéo cái tấm vải xuống để lộ ra hình ảnh chân thực của vật được che bên trong. Đúng là một chiếc chuông lớn màu bạc đang tự động lơ lửng ở trong không trung. Mặt ngoài của nó được trải rộng bởi những cái linh văn 5 màu đẹp lộng lẫy, thoạt nhìn còn có vẻ hết sức thần bí. 5 ngón tay của cái người lực sĩ mở rộng ra, hào quang vàng rực chợt lóe lên, trong tay liền xuất hiện thêm một cây chùy màu vàng dài đến cả trượng. Bả vai khẽ động, hai tay của lực sĩ túm chặt lấy cây chùy, xoay tròn một vòng, rồi đột nhiên đập mạnh lên cái bề mặt chiếc chuông bạc. Nơi cán chùy đập vào, chợt lóe lên một vòng sáng màu bạc, thế rồi hướng ra 4 phương 8 hướng bên ngoài mà khuếch tán đi. Ở trong cái màn hào quang, những linh văn 5 màu trên bề mặt chiếc chuông như sống lại, chúng bắt đầu lúc nhúc bay lượn ra ngoài, bao bọc lấy toàn bộ cái tòa đài. Mà cái tiếng chuông kia lại càng kỳ dị hơn nữa, mới lúc đầu thì còn không đáng là gì, nhưng càng về sau thì âm thanh lại càng vang lớn, càng đi xa lại càng đinh tai nhức óc. Trong khoảnh khắc này, ở bất kỳ ngóc ngách nào của Thành Thiên Nguyên cũng đều có thể nghe được tiếng chuông vang, kể cả ban đầu người ta không mấy để ý đến nó, nhưng tiếng chuông cứ truyền đến liên miên không dứt, thì cho dù là người đang ngồi tu luyện hay là những ai đang quay quần cả đêm với bằng hữu của mình, cũng đều trở nên bất ngờ, có người còn thất thanh gọi lên. Là Chấn Thiên Chung, lễ mừng bắt đầu rồi. Không ít kẻ không nói lời nào bước ra khỏi cửa, cũng có vài người khác lại quay qua đợi người quen của mình rồi cùng vội vàng đi ra. Tất cả bọn họ đều hướng theo tiếng chuông mà đi. Nhưng những tu sĩ bậc trung bình thường ở nơi khác đến Thành Thiên Nguyên thì chỉ tỏ ra vẻ mặt tiếc nuối, còn lại thì vẫn chưa có hành động gì khác. Tiếng chuông liên tiếp không ngừng, ngừng lên suốt 9981 lượt mới chịu dừng lại. Lúc này, một vài tu sĩ đã tiến về cái gần quảng trường, nhưng khi nhìn thấy ở trung tâm là một phần lớn số vệ sĩ và các trưởng lão của Thành Thiên Nguyên thì ai nấy đều tỏ ra vẻ ngạc nhiên. Ông lão có bộ tóc bạc phơ thấy vậy thì bèn mỉm cười, bờ môi khẽ động tựa như đang truyền âm cho ai đó. Ngay lập tức, những quang trận xung quanh quảng trường chớp động, rất nhiều các giáp sĩ từ giữa tuôn ra, tạo thành một cái vòng bảo vệ, làm cho các tu sĩ khác đều bị ngăn chặn ở phía bên ngoài. Thấy nhiều giáp sĩ đột nhiên xuất hiện như vậy, những người xung quanh đó đều cảm thấy kinh ngạc, nhưng không ai có mạo muội làm ra điều gì cả. Cùng lúc đó, đội hình của các giáp sĩ xung quanh đài cao chợt biến đổi, để lộ ra hơn 10 khoảng trống ở giữa. Trong trung tâm của cái khoảng trống đột nhiên hiện ra thêm hơn 10 tòa truyền tống trận tạm thời. Những tu sĩ đứng ở phía xa thấy các pháp trận này, không ít kẻ cảm thấy kinh ngạc, họ ngẩn ngơ giáo giác nhìn người khác ở xung quanh, nhưng chẳng có ai hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra ở trong kia. Chắc là Hàn tiền bối cũng đang bắt đầu rồi, nếu thời gian mà không ăn khớp thì sẽ không thể hoàn thành cái việc kia như đã nói đâu, như vậy thì đại lễ sẽ không tránh khỏi bị sai sót rồi. Ngân Quan tiên tử nhìn về 4 phía quảng trường, lúc này người đến tham dự càng lúc càng nhiều, khiến cho lòng của nàng cảm thấy hơi bất an. Uy năng của tu sĩ đại thừa không phải là thứ mà chúng ta có thể tưởng tượng được đâu. 1 năm trước Hàn tiền bối đã dặn dò chúng ta thì tất nhiên là không có gì sai sót rồi. Ngân Quan đạo hữu nè, hãy yên tâm đi. Ông lão tóc trắng mỉm cười trấn an. Hàn tiền bối chính là tu sĩ đại thừa thứ 3 của hai tộc chúng ta, việc cõng con này tất nhiên sẽ không làm khó được người rồi. Chỉ là lúc trước Hàn tiền bối dặn dò chúng ta lấy đi gần 1/3 tích trữ của bản thành, tuy chỉ là những tài liệu luyện khí thông thường thôi, nhưng số lượng như vậy thì quả thực là không nhỏ đâu. Người mặc áo đen ở bên cạnh cười khổ. Số lượng tôi nhiều thì cũng chỉ là loại tài liệu tầm thường mà thôi, chỉ cần bỏ ra một chút thời gian là có thể thu thập trở về rồi. Nếu dùng chúng mà kết được một mối thiện duyên với Hàn tiền bối thì cái số tài liệu đó có đáng là cái gì đâu chứ. Ông lão có mái tóc trắng tinh lắc đầu cười ha hả. Lời nói của Cốc huynh thật không sai, xem ra trong mấy chúng ta chỉ có Cốc đạo hữu mới có con mắt nhìn xa hơn người thôi. Kim Việt thiền sư ở gần đó tủm tỉm cười. Trong một tòa tháp được xây bằng đá, Hàn Lập đang nhắm mắt dưỡng thần, nhưng toàn thân hình của hắn bị bao phủ bởi một ngọn lửa màu tím vàng, hơn nữa nó còn chuyển động không ngừng. Đến lúc âm thanh của 81 tiếng chuông không truyền vào tai nữa, vẻ mặt của Hàn Lập hơi động, hai con mắt cuối cùng cũng mở ra, rồi mỉm cười tự nhủ. Thời gian vậy mà thật đúng lúc đó nha, vừa kịp tạm thời tế luyện xong, chắc cũng đủ để dùng cho cái lần đại lễ này rồi. Vừa dứt lời, một tay của Hàn Lập bấm niệm pháp quyết, ngọn lửa tím vàng trên thân chợt tan đi, đồng thời hắn há miệng phun ra một cái ngọn lửa màu bạc khác. Mà trong cái làn sáng màu bạc, một ngọn núi ba màu như ẩn như hiện, nhưng nếu nhìn kỹ thì có ngọn núi này nhưng không phải là thực thể như bình thường. Hàn Lập ngắm nhìn ngọn núi trong cái làn lửa, khuôn mặt lộ ra nét vừa lòng. Cánh tay khẽ nâng nhẹ ra cái vật phía trước, ngay lập tức ngọn lửa trở nên chớp động, các ngọn núi nhỏ lại bộc phát ra hào quang chói mắt, nhưng chỉ một thời gian sau, đột nhiên thân hình của Hàn Lập lại biến mất không thấy đâu nữa. Ngay sau đó, ở không trung cao mấy ngàn trượng bên trên cái quảng trường chợt dao động, một đoàn ánh sáng màu bạc chợt lóe lên, tiếp đó là cái ngọn núi ba màu nhỏ cỡ một tấc bất ngờ hiện ra. Một tiếng sét ngay giữa trời xanh, bên ngoài ngọn núi ba màu liền tỏa ra những tia chớp màu vàng lượn lờ. Thế rồi nó bắt đầu điên cuồng lớn lên, sau vài cái chớp động nó đã hóa thành hơn trăm trượng, lại còn tỏa ra khí tức vô cùng khủng bố khiến cho lòng người tê tái. Bên cạnh ngọn núi ba màu khẽ động, thân hình của Hàn Lập liền hiện ra ngay gần đó. Hắn cúi đầu nhìn xuống cái biển người chật cứng ở phía dưới quảng trường, khóe miệng khẽ nhếch lên một cái nụ cười thần bí. Tiếp đó lại nhìn về phía ngọn núi trước mặt, rồi há miệng thổi ra. Một đoàn tinh khí xanh biếc liền bay ra, chợt lóe lên rồi chìm nghiễm mất hút vào trong đó. Ngọn núi ba màu lập tức chuyển động xoay tròn, mặt người của nó tuôn ra những ký hiệu ba màu, đồng thời còn tản ra một cổ khí tức khủng bố khiến cho ai nấy đều phải run sợ. Lập tức khắp bốn phương tám hướng trên bầu trời vang lên từng tiếng sấm rền, tiếp đó thiên địa nguyên khí khắp nơi chợt dao động điên cuồng, rồi hóa thành từng cái đám mây năm màu cuồn cuộn kéo về phía quảng trường. Ngọn núi ba màu tỏa ra ánh sáng màu bạc chói lóa, nó đem toàn bộ thiên địa nguyên khí cuốn vào, thể tích cũng đang điên cuồng phóng lớn lên. Trong màn ánh sáng, từng tiếng nổ lông trời lở đất phát ra. Một ngọn núi chọc trời đến cả vạn trượng thình lình xuất hiện trong không trung. Mặt đáy của ngọn núi rộng đến cả trăm vạn dặm, bóng đen của nó hầu như che kín cả khu vực trung tâm thành Thiên Nguyên. Tất nhiên với cái động tĩnh lớn như vậy thì không thể nào mà những người đang đứng dưới cái quảng trường không phát hiện ra được. Rất nhiều người giật mình nhìn lên trời cao, nhưng đập vào mắt họ chỉ là một mảng của ngọn núi đen sì mà thôi. Ai nấy đều tỏ ra vẻ ngạc nhiên ngơ ngác. Không phải là những tu sĩ đang tham gia đại lễ chưa từng gặp qua ngọn núi nào lớn như vậy, nhưng nếu là ngọn núi tự động lơ lửng ở trong không trung thì tất nhiên lại là một việc khác hoàn toàn. Huống chi chỉ mới giây lát trước đó thôi, trong không trung làm gì có vật nào đâu. Mà ở những nơi xa hơn, chính là những người bị chặn lại ở phía bên ngoài quảng trường đang cực kỳ kinh hoảng. Nhờ đứng ở xa mà bọn họ có thể nhìn thấy toàn bộ hình dáng của ngọn núi ba màu phía trước. Chính vì vậy lại khiến cho họ cảm thấy giật mình nhiều hơn. Vì thật bất ngờ là nửa trên ngọn núi khổng lồ được xây dựng rất nhiều căn lầu cát. Hơn nữa trên đỉnh ngọn núi còn được che khuất bởi một cái màn mây màu trắng mỏng manh. Dường như phía sau còn có thêm cái thứ gì đó mà họ không thể nhìn thấy. Một số tu sĩ ở dưới không thèm để ý đến cái đám vệ sĩ trong quảng trường nữa, mà cứ thế bay thẳng lên ngọn núi ở trên cao. Lúc này cái làn sáng màu bạc trên ngọn núi khổng lồ đã tắt đi, nó cũng thôi không bành trướng về cái độ lớn thêm nữa. Hàn Lập vừa thấy những tu sĩ đang bay về ngọn núi, khuôn mặt hơi mỉm cười, một tay liền bấm niệm pháp quyết. Vô số ký hiệu phía ngoài ngọn núi chợt lóe lên, một tầng cấm chế trong suốt chợt hiện ra, đem toàn bộ không gian vài dặm quanh ngọn núi che kín mít lại. Phanh phanh! Những tu sĩ đang bay về phía này thì ngay lập tức thấy trước mặt mình lóe sáng rồi bị hất ngược ra bên ngoài. Những tu sĩ này liền nhanh chóng ổn định lại thân hình, hai mắt ngơ ngẩn nhìn nhau, nhưng không ai dám làm ra cái hành động liều lĩnh nào khác nữa. Mọi người đều thầm hiểu, chắc chắn là cái ngọn núi khổng lồ này có liên quan đến cái vị tu sĩ Hàn Lập mới tiến vào đại thừa kỳ kia. Một khi xúc phạm phải người đó thì chẳng phải là tự mình tìm đường xuống âm phủ hay sao? Đúng lúc này, trong ngọn núi bỗng truyền đến một giọng nói. Được thấy nhiều đạo hữu cùng tới dự lễ mừng cho Hàn mỗ, thực là nỗi vinh hạnh cho kẻ Hàn mọn này. Hễ là người đủ tư cách đều có thể thông qua truyền tống trận để tiến vào đây. Hàn mỗ sở tại đỉnh ngọn núi đại thừa tiên thai này để các vị đạo hữu đến đó. Giọng nói vừa rồi vang lên vừa đúng là của Hàn Lập. Thật chẳng biết vừa nãy hắn dùng cái loại thần thông nào, tuy giọng điệu cũng không vội cũng không lớn, nhưng tất cả mọi người đang tham dự đại lễ đều nghe thật rõ ràng bên tai, giống như có ai đó đang đứng bên cạnh nói cho mình nghe vậy. Hàn tiền bối, chính là Hàn lão tổ đến thân truyền âm đó. Nghe được cái lời truyền âm này, đám tu sĩ liền trở nên xôn xao, tiếp đó bọn họ liền kéo nhau đi xuống quảng trường phía dưới. Cùng lúc đó, dưới sự duy trì trật tự của các giáp sĩ, một số tu sĩ đã đến tham dự đại lễ được xếp thành 10 đội rồi tiến về phía các tòa truyền tống trận ngay giữa quảng trường. Sau khi hào quang chớp lên, bọn họ liền biến mất không thấy đâu nữa. Thì ra các tòa lầu cát chi chít trên ngọn núi ba màu chính là hơn 10 điện truyền tống được bố trí ở những chỗ khác nhau. Những tu sĩ vừa được truyền tống liền hiện ra ngay giữa cung điện, rồi dùng ánh mắt tò mò quan sát bốn phía xung quanh. Trong gian điện, một đám người hầu mặc quần áo màu trắng đang đợi sẵn. Họ liền đi về những tu sĩ thi lễ, rồi dùng thái độ không xiểm nịnh cũng chẳng kiêu ngạo rồi nói: Mời chư vị tiền bối đi theo ta, giảng bối sẽ dẫn các vị đi thẳng tới nơi tổ chức lễ mừng trên đỉnh núi. Những người mới đến thấy những cái người hào áo trắng này chỉ có tu vi kim đan hoặc là nguyên anh thôi, cũng không cần quá để ý làm gì. Họ liền đi ra khỏi tòa điện rồi dọc theo một đường nhỏ ngoằn ngoèo đi về phía đỉnh núi. Những người hào áo trắng này chính là đệ tử của Khí Linh Tử đảm nhiệm, ngoài ra còn có thêm một vài người do Hàn Lập nhờ từ cái đám người Cốc trưởng lão. Mặc dù bọn họ có tu vi không cao, nhưng lúc này chỉ phải làm công việc của đám người hầu nên cũng không quá khó khăn. Trong nháy mắt, khi Cự Sơn hình thành thì bọn họ cũng được Hàn Lập làm phép truyền tống tới trung tâm đại điện. Quang hà trong truyền tống trận chớp động không ngừng, càng lúc càng có nhiều bóng người đi vào trong đại điện. Cứ mỗi một nhóm người đến lại có một gã người hầu trực tiếp dẫn họ lên núi. Đám tu sĩ cứ dọc theo sơn đạo mà đi về phía trước. Trên đường đi, không những thấy những cái lầu cát được làm từ ngọc được điêu khắc vô cùng tinh xảo, mà còn có vô số kỳ hoa dị thảo trải rộng hai bên đường lên núi. Xa xa, trong phong cảnh tú lệ như tranh, có thể thấy có cả linh cầm, linh thú nhàn nhã đi lại. Trong đó thậm chí còn có không ít dị thú trong lời đồn. Một đám tu sĩ thấy một cảnh như vậy thì trong lòng vô cùng tò mò, không nhịn được bèn tiến về phía đó nhìn kỹ lại. Nhưng ngay khi bọn họ vừa bước ra khỏi sơn đạo thì cảnh sắc lập tức trở nên mơ hồ. Cả người bị một tầng sương trắng bao phủ lại, lại có cảm giác như dưới chân trống rỗng, giống như đang lơ lửng ở trong không trung vậy. Những người này quá sợ hãi, chỉ dám đứng yên tại chỗ, không dám động đậy cái gì cả. Có kẻ thì không kiềm chế được, còn liên tục đánh ra pháp quyết muốn phá cấm mà ra. Nhưng dù cho bọn họ có hành động như thế nào thì cái bạch khí ở xung quanh vẫn như trước, pháp quyết đánh ra đều biến mất trong hư không, không có chút hiệu quả nào. Mà những người khác cũng đang ở trên sơn đạo thì chỉ thấy cái đám tu sĩ vừa bước chân ra khỏi sơn đạo thì thân hình cũng cứng đơ, bất động, giống như con rối vậy. Là ảo thuật! Một số người có chút hiểu biết về trận pháp biến sắc kêu lên một tiếng thất thanh khi chứng kiến một màn này. Người hầu mặc áo bào trắng đi ở sau lưng thấy vậy thì sắc mặt ngẩn ra, nhưng cũng không nói gì, chỉ lấy ra một cái lệnh bài màu bạc. Lệnh bài vừa xuất hiện trên tay liền lập tức phun ra một cái dải sáng ngũ sắc. Dải sáng cuốn tới, đám tu sĩ đang bị ảo thuật khống chế đều được kéo trở lại sơn đạo. Nhảy mắt, những người này chỉ thấy sương trắng tan đi, cảnh sắc bốn phía lại khôi phục như thường. Không chờ cho đám tu sĩ liều lĩnh này lấy lại tinh thần, người hầu áo trắng khom người rồi nhắc nhở bọn họ: Các vị tiền bối nè, núi này là do lão tổ lấy pháp lực và bảo vật biến ảo thành. Ngoại trừ con đường chúng ta đang đi này ra thì tất cả những nơi khác đều có cấm chế. Mong rằng chư vị tiền bối hãy theo sát giảng bối nha, không nên liều lĩnh rời khỏi sơn đạo. Nếu giảng bối ra tay muộn một chút chỉ sợ tình huống xấu sẽ xuất hiện. Những người khác vừa nghe được người hầu áo trắng nói như thế thì đều liếc mắt nhìn nhau, trên mặt lộ ra vẻ cười khổ. Cấm chế ảo thuật do một tu sĩ đại thừa bày ra, bọn họ cũng không thể đánh giá được hết lợi hại trong đó. Nhưng chắc chắn một điều là không một ai ở đây có thể phá giải cả. Không riêng vì những người này, những nhóm người lên núi tham gia lễ mừng phía sau cũng được những người hầu khác nhắc nhở. Trừ một số người đặc biệt lỗ mãn ra, thì cũng không có ai dám đi tới thử cái sự lợi hại của cấm chế này cả. Sau khi nhóm người đầu tiên lên tới đỉnh núi, thì sương mù mỏng manh bao phủ đỉnh núi đều tán đi. Trước mặt mọi người là một quảng trường lớn do bạch ngọc tạo thành, bên trên có vô số bồ đoàn màu sắc khác nhau, được trải rộng khắp nơi. Mà ở trung tâm của quảng trường có một tháp cao chừng 10 trượng trong suốt. Tháp có 7 tầng, mỗi tầng đều có vô số linh văn xanh biếc đang chậm rãi chuyển động không ngừng. Mà ở trên đỉnh cao nhất của tháp, một đóa sen lớn màu xanh đang trôi nổi. Đóa sen xanh này đã nở ra được một nửa, cánh sen xanh biếc như nước. Ở trung tâm của đóa sen có một thanh niên áo xanh đang ngồi xếp bằng, hai mắt khép hờ, khóe miệng hơi mỉm cười. Nam tử đã xuất hiện từ trước này chính là Hàn Lập. Ở một bên dưới chân của hắn còn có một con thú nhỏ màu vàng đang nằm thủ phục, hai mắt tròn xoe đảo không ngừng để quan sát mọi người. Con thú nhỏ này là báo lân thú. Mặc dù Hàn Lập nhắm mắt như không thấy cái đám tu sĩ lũ lượt kéo vào quảng trường, nhưng những người kia vừa thấy cái cảnh này thì từ xa đã kính cẩn thi lễ, sau đó mới theo đám người hầu đi tới một góc ở quảng trường, trật tự ngồi xuống xếp bằng. Sau đó dòng người liên tục ùn ùn đổ về quảng trường. Trước tiên đều cúi đầu chào Hàn Lập, sau đó cùng chọn cho mình một cái chỗ rồi khoanh chân ngồi xuống. Trong số này có những ông già đầu tóc đã trắng tinh, cũng có những thiếu nữ chỉ chừng 17-18 tuổi, lại có cả những người của yêu tộc trên đầu mọc sừng hay trên người đầy lông lá. Nhưng sau khi bọn họ ngồi xếp bằng trở xuống thì ai nấy đều nghiêm chỉnh nhắm mắt dưỡng thần, không dám mở miệng cùng người bên cạnh nói to gọi nhỏ cái gì cả. Toàn bộ quảng trường đều tĩnh lặng một cách nghiêm trang. Quảng trường này được Hàn Lập bố trí trên đỉnh núi, mặc dù diện tích không nhỏ nhưng cũng chỉ chứa được 3-4 vạn người là cùng. Không bao lâu sau, bầu đoàn trên quảng trường đã bị ngồi tới 8-9 phần 10 rồi. Đấy là không tính tới gần 100 vạn tu sĩ không đủ tư cách nên bị ngăn cách ở bên ngoài truyền tống trận, không được lên núi. Vào lúc cái đám tu sĩ tiến vào trong quảng trường, có không ít đại biểu của các thế lực mang theo vẻ mặt khác nhau cũng bắt đầu lục tục xuất hiện. Những người này được cái đám người hầu áo trắng đưa tới những cái vị trí gần với nơi của Hàn Lập ngồi nhất. Mà trong đám sứ giả này, có một số người có hình dáng khác hẳn với hai tộc, hơn nữa hơi thở trên người cũng vô cùng quái dị. Họ chính là sứ giả của một số dị tộc. Nửa canh giờ sau, cả quảng trường đã không còn chỗ trống. Thân ảnh của ông lão tóc bạc, trưởng lão Thành Thiên Nguyên cũng xuất hiện ở lối vào quảng trường. Lúc này mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, thời gian cũng đã tới giữa trưa. Giờ lành đã tới, lễ mừng bắt đầu. Không gian dao động, thân ảnh của Khí Linh Tử đột nhiên xuất hiện ngay dưới chân tòa tháp, hướng mọi người ở bốn phía thi lễ rồi nghiêm nghị nói. Vừa nói xong, một tiếng chuông du dương truyền tới, dải sáng ngũ sắc ở trong không trung chớp động một hồi, sau đó âm nhạc chợt vang lên, thậm chí còn xuất hiện những cái thân ảnh mờ ảo đang múa ở trong màn sáng kỳ diệu này. Vô số cái đóa hoa ngũ sắc theo những thân ảnh đang múa kia bay đầy trời, hương thơm kỳ lạ mang đầy linh khí tràn ngập khắp quảng trường. Một ít tu sĩ ngay khi hít được cái mùi hương này thì cảm thấy cả người sảng khoái, tinh thần khẽ rung lên. Thảo mộc chi tinh, không ngờ lại có thể thu thập tinh hoa của 9981 cái loại kỳ hoa dị thảo để luyện chế thành thảo mộc chi tinh kìa. Có người thất thanh kêu lên, nhưng thấy mình thất thố nên cũng lập tức ngậm miệng lại. Nhiều người trên mặt thì tràn đầy vẻ mừng rỡ, điên cuồng thúc giục công pháp để hấp thu cái hương hoa này. Cúi chào! Khí Linh Tử lại cao giọng nói. Tu sĩ nhân tộc ở bốn phía thấy cái lời này thì đều đồng dạng đứng dậy, hướng Hàn Lập cúi chào. Chúc mừng Hàn Tiền Bối tiến giai đại thừa, dạng tu đồng khánh. Những người của yêu tộc và dị tộc khác mặc dù không nói gì nhưng cũng đứng dậy kính chào. Tiếng chúc mừng liên tục vang vọng khắp nơi, dưới sự phóng đại của cấm chế nên truyền ra khắp Thành Thiên Uyên, quanh quẩn mãi không ngừng. Sau khi tiếng chúc mừng của mọi người vang lên lần thứ 9, Hàn Lập ngồi trên đài sen màu xanh mới giơ tay lên rồi nói. Các vị đạo hữu nè, xin mời đứng dậy đi. Mọi người không quản đi cả ngàn dặm đường tới đây để chúc mừng Hàn mổ, để vất vả cho mọi người rồi. Tại hạ chưa kịp chuẩn bị cái gì cả, chỉ có ít trà thơm để đãi khách thôi, mong chư vị đạo hữu không chê cười nha. Hàn Lập nói xong thì ở dưới chân tòa tháp, Khí Linh Tử vỗ hai cái bàn tay vào nhau. Hai tiếng. Ở bên ngoài quảng trường thấp thoáng bóng người. Sau đó từ những phương hướng khác nhau, mấy cái đội thiếu nữ mặc áo trắng, dáng người thon thả, tay bưng khay trà thước tha đi vào. Họ dâng cho mỗi tu sĩ một cái ly trà có màu hổ phách. Loại linh trà này là cực phẩm linh trà, nhưng hiện tại Hàn Lập đã tiến giai đại thừa, lấy ra cái loại linh trà này đãi khách cũng là hoàn toàn bình thường. Làm cho mọi người giật mình lại chính là những thiếu nữ áo trắng kia. Mặc dù ai nấy vẻ mặt thanh tú, nhưng thần sắc đều đờ đẫn, hành động thiếu linh hoạt. Quả nhiên chỉ là một đám khôi lỗi có hình người mà thôi. Khôi lỗi hình người sống động như vậy, hơn nữa còn xuất hiện với số lượng hàng trăm, khiến cho phần lớn quan khách đều âm thầm tán thưởng. Sau khi linh trà được dâng lên, lúc này một người ngồi ở vị trí gần với cái tháp cao đột nhiên đứng dậy, hướng về phía Hàn Lập vái một cái thật sâu rồi cao giọng nói. Tại hạ là sứ giả của Hoa Thiên Tông, để chúc mừng Hàn Thượng Bối tiến giai đại thừa, tệ môn đã đặc biệt chuẩn bị một đôi sát trùng dạng 5 tuổi, chúc tiền bối sống mãi cùng trời đất, công pháp thông thiên. Người đàn ông này nói xong, cổ tay rung lên, trong tay liền xuất hiện một cái hộp gỗ màu vàng nhạt. Y cẩn thận mở cái nắp hộp ra, bên trong có hai cái xác trùng nhỏ cỡ nắm tay. Hai xác trùng có màu đỏ đậm, trong suốt, giống như hai ngọn lửa đang rực cháy. Hàn Lập thấy thế thì mỉm cười. Quý Tông là một trong 3 đại tông môn của nhân tộc, ta nghe danh đại trưởng lão của Quý Tông đã lâu rồi, sau này nếu có cơ hội chắc chắn sẽ tới bái phỏng thôi. Trong nhân tộc, Hoa Thiên Tông có tiếng tăm vô cùng lừng lẫy, chẳng những trực tiếp quản lý hơn 10 thành trì của nhân tộc, mà trong tông còn có số lượng tu sĩ hợp thể kỳ nhiều tới kinh người. Đại trưởng lão của Hoa Thiên Tông mà Hàn Lập vừa nhắc tới cũng là một trong những nhân vật có uy danh lừng lẫy trong nhân tộc. Hắn từng cùng lúc đánh chết 2 gã tu sĩ hợp thể kỳ của ngoại tộc, Chỉ tiếc là nhiều năm qua, người này đã không ít lần đột phá vào cảnh giới đại thừa, nhưng vẫn không thể thành công, hiện tại vẫn bị giam chân ở bình cảnh. Đa tạ tiền bối, đại trưởng lão nếu biết việc này thì chắc chắn sẽ rất là vui mừng. Tin tức tiền bối tiến giai lên đại thừa truyền tới đúng lúc đại trưởng lão đang bế quan sinh tử, nên không thể tự mình tới tham gia lễ mừng. Nhưng đôi xác trùng dạng 5 tuổi này chính là quà mừng mà đại trưởng lão đã tự mình chuẩn bị á. Người đàn ông cuối người vui vẻ giải thích. Đôi xác trùng dạng 5 này chính là tài liệu chính để luyện chế an thần linh dịch. Ta mới vừa tiến giai lên đại thừa nên rất cần cái linh dịch này. Đại trưởng lão của Quý Tông đúng là có lòng rồi. Hàn Lập liếc nhìn hai cái xác trùng màu hỏa hồng rồi đáp lại với vẻ tươi cười. Người đàn ông thì vô cùng sung sướng, luôn mồm nói không dám. Hai tay cầm cái hộp gỗ đưa cho một gã người hầu áo trắng, sau đó cúi người hành lễ rồi mới ngồi xuống. Vậy chân thành chúc mừng Hàn tiền bối tiến giai lên đại thừa, đặc biệt dân tặng 3.000 cân kim tinh, 10 vạn cân huyền âm sa làm quà mừng. Ở giữa quảng trường, một gã thanh niên áo giáp đứng dậy, tay cầm một danh mục quà tặng kính cẩn nói. Đa tạ tâm ý của quý thành. Vệ Vân Thành là một trong những thành trì xếp hạng trung bình, nằm giữa ranh giới hai tộc nhân yêu, cũng chỉ là miễn cưỡng có tư cách tham dự cái đại điện lần này. Hàn Lập không nói nhiều lời, chỉ đáp ứng lại một câu hời hợt và khẽ gật đầu một cái. Nhưng chỉ như vậy thôi cũng đủ để khiến cho thanh niên mặc áo giáp kia vô cùng vui mừng, cuống quýt thi lễ rồi kính cẩn ngồi xuống. Giảng bối là sứ giả của Thiên Hòa Sơn, phụng mệnh sang chủ tới chúc mừng Hàn tiền bối, xin dâng lên 3 miếng cửu huyền đồng mộc, 3 khỏa mỹ linh châu làm quà mừng. Hai gã yêu tu có làn da màu xanh bích, tóc hồng cũng đứng dậy, dâng lên một cái hộp ngọc rồi cung kính nói. Sau khi vài thế lực lớn nhỏ lấy ra quà mừng, những thế lực khác cũng bắt đầu sôi nổi lấy lễ vật ra, hướng tân lão tổ đại thừa kỳ Hàn Lập này kèm theo những lời chúc mừng không ngớt. Một lúc sau, hơn 10 sứ giả của các tộc lớn cũng theo thứ tự giới thiệu thân phận. Tu vi của cái đám sứ giả này không giống nhau, nhưng đều là người của những thế lực hàng đầu của hai tộc nhân yêu. Tất cả đều đối với Hàn Lập cung kính vạn phần. Mà quà mừng xuất ra cũng hoặc là vô cùng quý hiếm, hoặc là số lượng kinh người, giá trị xa xỉ. Tất cả đều có chung một mục đích, đó là muốn lấy lòng Hàn Lập. Mặt khác, một số tán tu tới tham gia lần này, lần đầu nhìn thấy những cái vật chỉ có thể nghe được trong lời đồn thì không ngừng nghị luận, đúng là được một phen mở rộng tầm mắt. Đương nhiên có vị đại thừa Hàn Lập ở đây, chỉ cần không phải là người ngu ngốc, chắc chắn là sẽ không dám có chủ ý gì đối với cái đám quà mừng này rồi. Hàn Lập đối với cái đám sứ giả này, nếu không phải là mang vẻ mặt tươi cười thì cũng gật đầu vui vẻ nhận quà mừng, hoặc là nói vài câu cảm ơn ngắn ngủi. Nhưng khi thấy một thiếu nữ áo trắng đứng dậy, Hàn Lập lại chủ động mở miệng trước. Thì ra là Hứa tiên tử tới chia vui với Hàn mẫu sao? Đạo hữu thay mặt Hứa gia tới đây hả? Cô gái này chính là Hứa Thiên Vũ. Mọi người thấy cảnh này thì hầu hết đều tỏ ra vẻ kinh ngạc. Dù sao nàng cũng có tu vi không cao, vậy mà Hàn Lập lại chủ động bắt chuyện trước. Thái độ vô cùng tốt khiến cho không ít người cảm thấy ngoài ý muốn. Khiến cho Hàn tiền bối chê cười rồi. Dạng bối đúng là đại diện cho Hứa gia tới chúc mừng tiền bối tiến lên đại thừa. Xin dâng tặng tiền bối một cây hải tử diễm trúc, 3 miếng vô lượng linh quả, 1 tòa hư thiên bảo đỉnh. Chúc tiền bối sẽ tiến xa hơn nữa, sống mãi với trời xanh. Vẻ mặt của Hứa Thiên Vũ hơi căng thẳng, nhưng khi nghe Hàn Lập hỏi thì thần sắc mới buông lỏng một chút, kính cẩn trả lời. Hư thiên bảo đỉnh. Tốt, ta biết rồi. Đa tạ thành ý của Hứa gia nha. Đạo hữu và ta cũng là chỗ quen biết cũ, hay là ở lại đây thăm thú núi non phen đi, biết đâu lại có thu hoạch không ngờ rồi sao? Ánh mắt của Hàn Lập chợt lóe rồi nhìn về phía nàng. Đa tạ tiền bối ban ân. Hứa Thiên Vũ vui sướng đáp ứng, rồi sau khi đem danh mục quà tặng dâng lên thì lại ngồi trở xuống. Một số tu sĩ nhìn nàng với ánh mắt hâm mộ không thôi. Lời Hàn Lập vừa nói đúng là đã cấp cho sứ giả Hứa gia một chỗ tốt vô cùng lớn, khiến cho không ít người thầm ghen tị với nàng. Sau đó mấy sứ giả của các chân linh thế gia khác cũng lần lượt hiện thân, trong đó Cốc gia có Hiểu Phong tiên tử đích thân tới, mà sứ giả của Diệp gia chính là Diệp Dĩnh. Hai cô gái này cũng là người quen cũ của Hàn Lập. Vừa rồi thấy cảnh hàng vạn tu sĩ bái lạy Hàn Lập thì trong lòng dâng lên vô vàn cảm xúc. Nếu không phải tận mắt thấy Hàn Lập phát ra tu vi sâu không lường được, thì có lẽ là hai cô gái này cũng không chịu tin cái thanh niên từng quen biết trước kia đã thực sự trở thành một tu sĩ đại thừa, được cả hai tộc kính trọng. Khi hai cô gái đưa lên quà mừng, thì Hàn Lập cũng tươi cười nói với các nàng mấy câu. Điều này làm cho những người khác thêm một lần nữa âm thầm ngưỡng mộ. Câu chuyện không dài, nhưng cũng đã lọt vào mắt tất cả của mọi người ở đây. Còn ai không biết hai cô gái này quen biết với Hàn Lập nữa. Ngày sau, ai mà có cái ý đồ đánh hai cái nhà này á, thì chắc chắn cũng không thể không lo lắng tới cái bóng uy hiếp của cái vị đại thừa tu sĩ này. Lũng gia cũng phái người tới đây, hơn nữa còn là tân đại trưởng lão đích thân tới. Vị tu sĩ hợp thể kỳ được Lũng Gia giấu kín ngay từ đầu, vừa thấy Hàn Lập thì vô cùng cung kính, cũng không ngừng cảm tạ Hàn Lập đã cung cấp cho tin tức lão tổ của Lũng Gia đã vẫn lạc. Ngày đó khi Hàn Lập còn ở Mộc Tộc, đã nhờ người đem tin tức của đám người Lũng Gia lão tổ báo lại cho Diệp Gia cùng Lũng Gia hai nhà. Lúc ấy không rõ phản ứng của hai nhà như thế nào, nhưng hiện tại Hàn Lập đã tiến giai đại thừa kỳ. Hai nhà lúc đầu thì với việc thân gia lão tổ qua đời còn không ít nghi ngờ, nhưng lúc này thì cũng không còn có gan mở miệng hỏi to vặn nhỏ cái điều gì cả. Khiến cho Hàn Lập hơi bất ngờ chính là sứ giả của Hắc Phượng tộc lại không phải là nha đầu Đại Nhi kia, mà là một vị trưởng lão có tu vi hợp thể kỳ khác. Xem ra nha đầu kia thực sự vẫn còn đang bế quan chưa ra ngoài, nếu không thì Hắc Phượng Vương đã biết quan hệ của hắn và Đại Nhi, chắc chắn sẽ để cho nàng làm sứ giả, để mong có chút giao tình với cái vị tân tu sĩ đại thừa kỳ này. Bông Nguyệt, sứ giả của Linh tộc, thay mặt Thánh Dương của Linh tộc đặc biệt dân tặng một quả ngũ hành linh hạch, 3 đoàn thiên quang linh diễm, 10 kiện pháp bảo đỉnh giai, 100 khối thành tác bích, 1000 cân thân hải tử linh thiết làm quà chúc mừng cho Hàn tiền bối tiến giai lên đại thừa. Một người thân hình xung quanh tỏa ra cái màn ánh sáng màu tím hướng Hàn Lập thi lễ rồi nói. Thanh âm vô cùng trầm thấp, người này đúng là sứ giả của Linh tộc. Thì ra chính là vị khách quý tới từ Linh tộc hả? Đại danh của Thánh Dương quý tộc của Hàn mẫu ngưỡng mộ đã lâu rồi, hôm nay lại phái sứ giả tới tặng cho hậu lễ như vậy thực sự là vinh dự cho kẻ hèn này rồi. Hàn Lập đang ngồi trong đài sen màu xanh lập tức đứng dậy, nghiêm túc đáp lễ lại cái vị sứ giả nhất tộc này. Dạ không dám, Thánh Dương đại nhân phái dẫn bối tới đây, ngoài việc chúc mừng tiền bối ra, kỳ thực còn có một chuyện khác muốn hỏi thăm tiền bối một chút nữa. Sứ giả Linh tộc trong màn sáng màu tím không dám nhận lễ của Hàn Lập, thân hình hơi cúi xuống, sau khi đem danh mục quà tặng dâng lên lại trầm giọng hỏi một câu. Vừa nghe thấy lời này của sứ giả Linh tộc, đám tu luyện giả trên quảng trường cũng lập tức ngẩn ra. Có chuyện gì vậy? Xin mời sứ giả cứ nói ra đi. Ánh mắt của Hàn Lập chợt lóe, trả lời với thái độ cũng không mấy bất ngờ. Dường như hắn đã đoán được điều mà sứ giả của Linh tộc này sẽ hỏi. Thánh Dương đại nhân đã phân phó, muốn giảng bối hướng tiền bối hỏi thăm 2 vấn đề, tiền bối có trả lời hay không cũng không sao cả. Sứ giả của Linh tộc ở trong tử quan lại giải thích thêm một câu, dáng vẻ vô cùng cẩn trọng. Nếu Thánh Dương đạo hữu đã phái người tới hỏi, tất nhiên là vấn đề quan trọng rồi. Nhưng ta chỉ cho phép người hỏi đúng 2 vấn đề thôi đó, tuyệt đối không được hỏi nhiều hơn, người hiểu chứ? Hàn Lập nghe vậy thì cũng không biểu hiện dị sắc gì, ngược lại hắn vẫn nhìn chằm chằm vào cái bóng người trong tử quan, thản nhiên đáp. Dạ, giảng bối hiểu rồi, tuyệt đối sẽ không hỏi nhiều hơn đâu, gây phiền toái cho tiền bối. Sứ giả của Linh tộc khẽ rụng mình, vội vàng đáp ứng. Được rồi, ngươi hỏi đi. Hàn Lập gật đầu. Dạ, chuyện thứ nhất là Thánh Dương đại nhân muốn biết cái thiên thu thánh nữ của tệ tộc còn sống hay không vậy? Trong màn sáng màu tím, sứ giả của Linh tộc kính cẩn hỏi. Đã chết rồi. Hàn Lập trả lời không do dự. Chuyện thứ hai là vì sao người vẫn lạc vậy? Linh tộc sứ giả hình như không cảm thấy kỳ quái, chỉ ngưng trọng hỏi câu thứ hai. Thủy tổ ma tộc. Hai mắt của Hàn Lập hơi nheo lại, ngay lập tức trả lời. 4 chữ này dường như có ma lực cực lớn, khiến cho vẻ mặt của tất cả các tu sĩ ở đây đều biến đổi, bất kể là nhân tộc hay là yêu tộc. Những người này vừa mới trải qua một lần ma kiếp đáng sợ cách đây không lâu, giờ phút này lại nghe thấy cái tên đại biểu cho lực lượng khủng khiếp nhất của ma tộc, hiển nhiên ai nấy trong lòng đều dâng lên một nỗi sợ hãi không tên. Sứ giả của Linh tộc nghe được cái lời này của Hàn Lập thì vẻ mặt cũng khẽ biến, nhưng hình như câu trả lời này cũng không khiến cho hắn cảm thấy có gì bất ngờ cả. Sau khi thở dài một tiếng, hắn liền cung kính thi lễ rồi nói. Đa tạ tiền bối đã giải thích rõ, vừa rồi giảng bối có chung lỗ mãn, mong rằng tiền bối ngàn vạn lần không nên trách tội. Giảng bối sẽ đem câu trả lời cho vấn đề này về cho Thánh Dương đại nhân. Hàn Lập gật gật đầu không nói gì thêm nữa, chờ cho cái tên sứ giả của Linh tộc ngồi xuống. Mấy sứ giả của các tộc khác cũng bắt đầu lần lượt đứng lên, tới tấp dâng lên quà mừng rồi hướng Hàn Lập biểu đạt thiện ý của tộc mình. Trong đó còn có cả sứ giả của Mộc tộc vốn đã được tách ra làm nhiều bộ phận rồi sát nhập vào các tộc khác. Đối với từng tên sứ giả của các tộc khác, Hàn Lập chỉ đơn giản là mỉm cười để cảm ơn. Nhưng ngay sau khi mấy sứ giả của các tộc này hiến lễ vật xong, tại một góc của quảng trường, một thiếu nữ khoác áo choàng màu vàng dài thước tha bỗng đứng lên. Đến khi cái thiếu nữ này tháo cái phần áo choàng che trên đầu xuống, liền để lộ ra một gương mặt tuyệt sắc như trong tranh vẽ. Dung tiên tử, điều này không có khả năng. Vậy, đây đúng là Dung tiên tử rồi. Không phải Thánh Đạo đã sớm công bố tin tức của nàng đã mất cách đây 3000 năm khi xâm nhập thế giới hoang dã rồi hay sao? Một số tu sĩ nhân tộc thấy được cái khuôn mặt của nàng thì liền dấy lên một trận xôn xao, không ít người còn trực tiếp hô lên, trên mặt họ lộ ra vẻ khó có thể tin được. Vị tiên tử này dường như rất là nổi tiếng, khiến cho mọi người lập tức nhao nhao bàn tán. Hàn Lập thấy cái tình cảnh này thì trong lòng khẽ động, ánh mắt hắn liền quét qua trên người nàng. Chỉ thấy mặc dù nàng tuy có tu vi hợp thể trung kỳ thôi, nhưng khí tức trên người của nàng lại kỳ dị lạ thường, dường như có những tia sáng lóng lánh nhẹ nhẹ xuyên qua da thịt mà lóe lên bên ngoài, khiến cho người khác cảm thấy nàng không giống như phàm nhân. Rõ ràng nàng này đã tu luyện một bộ công pháp cực kỳ bất phàm, chắc hẳn là không phải tu sĩ hợp thể bình thường. Xin hỏi đạo hữu là... Vẻ mặt của Hàn Lập không đổi rồi hỏi. Giảng bối là Lý Dung, đại diện cho Thánh Đảo chúc mừng Hàn tiền bối thành công tiến cấp đại thừa kỳ, trở thành tu sĩ đại thừa thứ hai của nhân tộc ta. Thánh Đảo đặc biệt dâng lên một chiếc phi thuyền cao cấp, 10 tên thị nữ hạng nhất, 100 con linh thú cao cấp và 1000 tên khôi lỗi giáp sĩ làm quà chúc mừng. Thiếu nữ tuyệt đẹp hướng về Hàn Lập vén áo thi lễ rồi cười nói, giọng nói của nàng thật ngọt ngào thanh thoát như là tiên nữ trên trời. Thì ra là sứ giả của Thánh Đảo hả? Quà mừng lớn vậy, Hàn mổ xin đa tạ nha. Tại hạ cũng dự tính là sau cái lễ mừng này sẽ đi Thánh Đảo một chuyến đó. Hàn Lập gật đầu, ánh mắt lóe sáng rồi nói, nếu như tiền bối chịu đại giá quang lâm Thánh Đảo, tất nhiên là chuyện mà chúng ta còn cầu mà không được nữa kìa. Mấy vị đạo hữu của Thánh Đảo sớm có ý mời tiền bối tới thăm rồi, hiện tại Thánh Đảo có chuyện cực kỳ quan trọng muốn cùng tiền bối thương lượng. Lý Dung thản nhiên cười rồi nói, tốt, chắc chắn ta sẽ đến. Hàn Lập gật đầu, nhưng lại từ chối cho ý kiến về việc kia. Giảng bối còn có một chuyện. Kẻ nào đang lén lén lút lút trốn ở bên ngoài? Lý Dung đang còn muốn nói tiếp thì sắc mặt của Hàn Lập bỗng nhiên trầm xuống, tay áo hướng xa xa rung lên, đồng thời quát khẽ một tiếng. Một cỗ lực lượng vô hình trực tiếp xuyên qua cái cấm chế bên ngoài cự sơn, thoáng cái để đánh vào khoảng không cách đó vài dặm rồi nổ vang một tiếng oanh, giống như va phải cái vật gì đó. Một quần sáng màu đen theo tiếng nổ vang liền nứt vỡ. Từ bên trong quần sáng có bóng người lao ra, nhìn lại thì đây là một người đàn ông lực lưỡng, trên người mặc áo giáp màu đen. Khuôn mặt người đàn ông này có vẻ hung hãn, nhưng trên mặt hắn lại có chút ngạc nhiên, hiển nhiên cái việc mình ở xa như vậy mà còn bị Hàn Lập phát hiện, khiến cho hắn tỏ ra khá bất ngờ. Cũng không quá lâu sau, vẻ mặt ngạc nhiên liền được thu lại, tiếp đó hắn liền không để bụng mà cười lên ha hả. Hàn đạo hữu nè, dạ mẫu không mời mà đến, đạo hữu sẽ không phiền lòng chứ? Cái gã to con mặc giáp màu đen vừa nói xong thì liền hướng Hàn Lập ở xa ôm quyền chào. Sau khi bước ra một bước, cũng không biết hắn làm như thế nào mà chỉ chớp mắt đã vượt qua vài dặm, trực tiếp xuất hiện phía trên ngọn núi ba màu, rồi nghênh ngang hạ xuống. Một âm thanh "Phéo" vang lên. Mấy cái tầng quần sáng cấm chế vừa cùng thân hình của gã này tiếp xúc đã liền như một tờ giấy mỏng bị xé rách ra. Thân thể của hắn tỏa ra ánh sáng màu đen, trực tiếp xuyên qua cấm chế rồi hạ xuống quảng trường bên dưới. Hai tay ôm quyền hướng Hàn Lập đang ở xa chào hỏi. Chúng tu sĩ ở đây vừa nhìn thấy cảnh này, bọn họ vốn đang ngẩn ngơ, hơn nữa còn có một số tu sĩ nhân tộc tính tình nóng nảy lập tức lớn tiếng trách mắng. Nhưng cũng có mấy người tâm tính già dặn trọng ổn, thấy cái tên to con này cười đùa với Hàn Lập như vậy mà vẻ mặt cũng không hề thay đổi, trong lòng bọn họ không khỏi cả kinh. Kiêu Dương là Dạ Xoa tộc Hắc Kiêu Dương. Cái vị Lý Dung tiên tử này sau khi cẩn thận đánh giá người đàn ông kia từ trên xuống dưới một lượt, bỗng nhiên hít một ngụm khí lạnh rồi thất thanh kêu lên. Hắc Kiêu Dương. Hàn Lập khẽ cau mày, trong mắt hiện lên một tia kỳ quái. Mặt khác thì chắc hẳn là mấy cái tên tu sĩ đang ngoác miệng trách mắng kia cũng đã từng nghe qua cái danh tiếng của cái gã Hắc Kiêu Vương này rồi. Chẳng mấy chốc họ đã trở nên im lặng, khuôn mặt cũng hiện lên nét sợ hãi pha lẫn kinh ngạc. Ồ, nhà đầu kia, chẳng lẽ người trước đây đã từng gặp ta hả? Tên to con quay đầu lại liếc mắt nhìn Lý Dung, tỏ ra vẻ bất ngờ rồi hỏi. Vài ngàn năm trước, giảng bối cùng Mạc Sư Tôn từng được gặp tiền bối một lần rồi. Sắc mặt của Lý Dung hơi trắng bệch, có vài phần e ngại vội vàng trả lời. Ồ, thì ra ngươi chính là nha đầu năm đó đi bên cạnh Mạc lão quỷ hả? Mới có mấy năm không gặp thôi, vậy mà ngươi cũng đã trở thành tu sĩ hợp thể kỳ rồi. Không sai, không sai. Vị kiêu vương này trong miệng vừa nói thì vừa nhìn về phía Lý Dung, trong mắt lại không che giấu chút nào mà toát ra một vẻ dâm đảng. Trong lòng của Lý Dung trầm xuống, dường như ngay lập tức trong đầu xuất hiện ý muốn chạy trốn. Chẳng qua cũng còn may, nàng vẫn còn nhớ rõ mình bây giờ đang là ở trong thành Thiên Nguyên, hơn nữa ở đây còn có một gã đại thừa kỳ vừa tiến cấp của bổn tộc, cho nên nàng mới có thể ngăn chặn được cái sự sợ hãi đang trỗi dậy ở trong lòng. Tiếp đó nàng cắn răng cố gắng duy trì vẻ trấn định đứng yên tại chỗ mà không làm ra hành động gì, rồi theo bản năng đem ánh mắt nhìn xuống để tránh né cái ánh mắt dâm tà của đối phương. Nguyên lai là đạo hữu Hắc Kiêu Dương của tộc Dạ Xoa, đạo hữu đích thân xuất hiện ở nơi đây thật đúng là làm cho Hàn mẫu cảm thấy như được yêu mà sợ hãi đó nha. Hàn Lập cuối cùng cũng mở miệng, trên mặt bình tĩnh dị thường, nhìn không ra trong lòng của hắn đang nghĩ cái gì cả. Hắc đạo hữu là vị đại thừa kỳ thứ hai của nhân tộc, đồng thời còn là người tiến cấp thành công đại thừa duy nhất trong gần vạn năm qua ở mấy tộc chúng ta. Lão phu sao có thể không đích thân đích tận nơi đây để chiêm ngưỡng chứ, cũng là để học hỏi kinh nghiệm của đạo hữu mà đem về cho bổn tộc thôi. Cái gã to con này nghe Hàn Lập nói như vậy, liền quay đầu về phía Hàn Lập rồi cười hăng hắc. Thì ra là vậy hả? Đáng tiếc là tại hạ chính là nhờ may mắn mà tiến cấp đại thừa thôi, thực sự khiến cho Hắc Kiêu đạo hữu thất vọng rồi. Nhưng dù sao cũng là khách từ xa tới. Người đâu? Đem ghế ra cho Hắc Kiêu đạo hữu ngồi nè. Hàn Lập gật gật đầu rồi phân phó. Dạ sư tông. Khí Linh Tử vâng lời liền chuẩn bị đi làm việc này, nhưng đã bị cái vị Hắc Kiêu Vương này giơ tay ngăn lại, có chút không kiên nhẫn hướng Hàn Lập trực tiếp lớn tiếng nói. Không cần phiền toái vậy đâu, lúc này bổn tọa không có thời gian chờ đợi đâu. Ta muốn cùng đạo hữu trao đổi một chuyện nè, xong thì ta sẽ rời đi ngay. Ồ, vậy Hắc Kiêu đạo hữu muốn cùng Hàn mẫu nói chuyện gì vậy? Hàn Lập thờ ơ hỏi. Đúng vậy, bổn tọa lần này tới đây, thứ nhất là vì muốn tận mắt nhìn qua cái phong thái của Hàn đạo hữu, nhìn xem đạo hữu rốt cuộc là nhân vật tới bậc nào. Vừa rồi từ xa mà đạo hữu có thể phát hiện ra sự tồn tại của bổn tọa, có thể thấy được thần thông của đạo hữu quả thật là bất phàm, không để cho ta thất vọng đâu. Thứ hai là muốn hướng đạo hữu giao ra một người. À không, hiện tại ta thay đổi chủ ý rồi, ta muốn hai người. Gã đàn ông to con này há to cái miệng, lộ ra vài phần dữ tợn rồi nói. Muốn ta giao ra hai người, là hai người nào? Hai mắt của Hàn Lập nhíu lại, lông mày dựng lên. Người nói trong đám môn hạ của Hàn đạo hữu có một tên đệ tử của Linh Căng Ẩn Lôi, bổn tọa muốn mượn hắn sử dụng chút, chính là dùng hắn để ngăn cản cái lần thiên kiếp sắp tới này của ta. Người thứ hai còn lại chính là cái vị tiên tử này đó, bổn tọa thấy nàng này rất vừa ý, cũng muốn mang nàng về tộc Dạ Xoa làm thị thiếp hầu hạ cho ta. Gã to con mở miệng nói oan oan, nhưng nội dung trong lời nói càng làm cho toàn bộ tu sĩ ở đây dường như khó có thể tin được. Có vậy vậy, hắn lại muốn đệ tử của Hàn tiền bối nữa kìa. Lại còn dám có cái ý định bắt Dung tiên tử làm thị thiếp đó, cái tên này định không xem hai tộc nhân yêu chúng ta vào đâu sao? Chúng tu sĩ nhất thời giận tím mặt, nhưng ai cũng khiếp sợ uy năng của cái đại thừa kỳ nên cũng không dám trực tiếp mở miệng chửi bới. Phần đông bọn họ chỉ có thể to mắt nhìn chằm chằm cái vị đại thừa của cái tộc Dạ Xoa này mà trong lòng căm phẫn. Hắc Kiêu Dương, ngươi lại dám có chủ ý với ta, ngươi chẳng lẽ đã quên Mạc sư tôn đã từng cảnh cáo ngươi sao? Sau khi Lý Dung nghe cái gã to con mặc giáp màu đen nói như vậy, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, rồi đột nhiên lớn tiếng nói. Mạc Giảng Ly hả? Mấy người nhân tộc các ngươi thật đúng là biết tự lừa mình dối người đó nha. Ngươi thật sự cho rằng bổn tọa không biết Mạc lão quái và Ngạo Khiếu lão quỷ đã sớm không còn tỏa trắng ở trong tộc này hay sao? Hơn nữa sinh tử của bọn hắn còn chưa biết như thế nào nữa, nếu không sao bổn tọa lại dám đến đây chứ? Hắc Kiêu điên cuồng cười lớn, nói ra một câu khiến cho đám tu sĩ trên quảng trường cực kỳ hoảng sợ. Cái gì? Mạc tiền bối và Ngạo Khiếu tiền bối đã xảy ra chuyện gì vậy? Hắn nhất định là nói hưu nói vượng thôi, hai cái vị tiền bối thần thông quảng đại làm sao có thể có chuyện gì được chứ? Nhưng thực ra cũng đúng là mấy năm nay không có tin tức gì của hai vị tiền bối này truyền ra cả. Lúc này đây, mọi người trên quảng trường cũng không thể tiếp tục bảo trì trấn định, cả đám nhao nhao lên, giọng điệu cũng tràn ngập vẻ sợ hãi. Mà mấy cái tên sứ giả của các tộc khác nghe vậy, có người trong lòng cũng khiếp sợ không thôi, nhưng cũng có người trở nên hơi khác thường. Hàn đạo hữu nè, ngươi sẽ không vì hai cái kẻ này mà đánh đổi an nguy của tộc mình chứ? Mặc dù ngươi đã tiến cấp đại thừa thành công, nhưng muốn chân chính nắm giữ uy năng của đại thừa kỳ á, nếu không có thời gian 100 năm thì cũng chỉ là nằm mơ nói mộng mà thôi. Ngươi căn bản không thể nào là đối thủ của ta đâu. Vẻ mặt của Hắc Kiêu Vương lạnh lùng, căn bản không để ý tới những người khác trên quảng trường, chỉ là nhìn phía Hàn Lập âm trầm nói. Trong giọng nói tràn ngập ý tứ uy hiếp. Nếu nói vậy thì Hắc Kiêu đạo hữu đến đây không phải vì tham gia lễ mừng đại thừa của Hàn mỗ, mà cố ý tới đây là để quấy rối đó hả? Hàn Lập nghe xong lời nói của cái tên to con này, sắc mặt vẫn luôn bình tĩnh, đột nhiên nhẹ nhàng cười rộ lên. Quấy rối thì sao chứ, Hàn đạo hữu cho là như vậy cũng không phải là không đúng đâu. Gã cao lớn cũng nhe răng ra cười không chút khách khí, bộ dáng không sợ hãi chút nào. Tốt thôi, nếu đã lã khách á, vậy Hàn Mẫu là người làm chủ ở đây, không thể không tự mình ra tay cấp cho ngươi một ít giáo huấn rồi. Sắc mặt của Hàn Lập trầm xuống, trong giọng nói tràn ngập lạnh lẽo. Hắn vừa dứt lời, một tay nhẹ nhàng bấm niệm pháp quyết, ngọn núi ba màu phát ra âm thanh vù vù, bỗng nhiên từ khắp nơi trên quảng trường phun ra vô số tia sáng năm màu bắn thẳng đến cái gã to con. Cùng lúc đó, trên không trung quảng trường cũng phát ra một tiếng nổ lớn, vô số tia chớp nửa vàng nửa bạc chợt hiện ra, rồi hóa thành những con rắn ngoằn ngoèo lao xuống, không khách khí một chút nào. Dám ra tay với Hắc Mổ sao? Thật quá to gan, nhưng đã như vậy thì không thể tính là ta đã vi phạm lời thầy ước với người kia rồi. Hắc Cự Vương gặp cái tình huống này, không những không giận, trái lại còn cười khoái chí. Theo đó, chỉ thấy hắn đột nhiên nắm chặt hai tay thành quyền, hung hăng đánh xuống phía dưới. Oanh! Trong nháy mắt, từng vòng sóng âm màu đen điên cuồng trào ra. Hết tập 399. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.